Đây là màn trình diễn ấn tượng với đường bay đẹp mắt của những chiếc máy bay tiêm kích Su-30 MK2 hiện đại nhất Việt Nam. Động tác trao lượn trên không cùng với những chùm sáng đã tạo hiệu ứng đặc biệt trên bầu trời Hà Nội. Đây không phải là hoạt động huấn luyện chiến đấu thông thường, mà là công tác chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Để buổi khai mạc diễn ra thành công, ấn tượng, suốt nhiều tháng nay, các đơn vị không quân đã tổ chức huấn luyện ngày đêm. Chúng tôi huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, và bay từ độ cao, độ cao trung, sau đó đến độ cao thấp và độ cao thấp. Sau khi mà các phi công nhuần nhuyễn các động tác từ 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, sau đó thì chúng tôi huấn luyện bay đội hình 4 chiếc với các nội dung và khoa mục cũng tương ứng. Còn đây là những quả đạn mồi bẫy nhiệt hay còn gọi là đạn nhiễu được lắp đặt trên máy bay Su-30 MK2. Thông thường những quả đạn này có tính năng tác dụng phóng ra với luồng nhiệt mạnh để thu hút tên lửa tầm nhiệt của máy bay địch. Tuy nhiên, trong cuộc triển lãm tới đây thì những quả đạn nhiễu này sẽ được bắn ra với mục đích tạo những hiệu ứng đẹp mắt khi máy bay Su-30 MK2 bay ở độ cao thấp. Chúng tôi sẽ bay biên đội 4 chiếc là thông qua khán đài ở cái độ cao là theo như cái phương án đã đề ra. Thế sau đó rồi là sẽ tách tốp 2 chiếc sẽ quay lại để sử dụng bắn đạn nhiễu. Đối với lại cái yêu cầu của cái nhiệm vụ này ấy, thì đòi hỏi là phi công phải có cái trình độ bay tốt, cái sự hiệp đồng chặt chẽ, tỉ mỉ giữa buồng trước và buồng sau và giữa các số trong biên đội. Bởi vì bay đội hình lớn như này ở độ cao thấp thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cái tĩnh không và cái kỹ thuật lái, cái điều khiển máy bay của phi công đòi hỏi phải tập trung cao độ. Để thực hiện nhiệm vụ bay trình diễn, Trung đoàn 923 và 927 đã lựa chọn những phi công có trình độ bay tốt nhất cùng với kinh nghiệm dày dặn để tổ chức luyện tập. Dưới sự chỉ đạo của Sư đoàn Không quân 371, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn 6 kíp bay, trong đó 4 kíp chính và 2 kíp dự bị. Đối với bay trình diễn, để đảm bảo đúng cự ly, khoảng cách ở độ cao nhất định và giữ đúng đội hình bay, đòi hỏi các phi công phải phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, chuẩn từng động tác. Vì vậy, việc luyện tập được tổ chức nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho phi công sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng phi công của Trung đoàn Không quân 923, Trung đoàn Không quân 927 đã được thành thục huấn luyện trên máy bay Su-30 để bay biên đội 4 chiếc. Với cái tổng thời gian là khoảng 12 ban bay và số lần chuyến đối với mỗi đồng chí phi công trên dưới 20 lần chuyến. Đến nay thì kiểm tra chất lượng qua những lần kiểm tra bắn đạn thử và bay kiểm tra tại sân bay Gia Lâm thì phi công thực hiện bay biên đội 4 chiếc đúng theo cái kế hoạch và mục tiêu yêu cầu của cấp trên giao cho, đủ điều kiện thực hiện tốt cái nhiệm vụ bay biên đội trình diễn Su-30. Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức sẽ diễn ra tại khu vực sân bay Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 8 đến 10 tháng 12 tới. Sự kiện quan trọng này không chỉ có sự tham gia trình diễn của hai trung đoàn không quân tiêm kích Su-30 MK2 mà Trung đoàn Không quân Trực thăng 916 cũng xuất hiện trong buổi lễ khai mạc với dàn trực thăng Mi hiện đại. Các cán bộ chiến sĩ của Quân chủng Phòng không Không quân vẫn đang ngày đêm luyện tập để mang đến buổi triển lãm những màn trình diễn ấn tượng nhất, thể hiện sức mạnh bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.